Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, Đặng Văn Thế sinh năm 1975, người con xã Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An từng trải qua một hành trình mà ít ai có thể hình dung. Từ một tử tù bị lãng quên suốt 11 năm trong phòng biệt giam, không biết mình sẽ chết khi nào, đến người đàn ông quyết tâm làm lại cuộc đời. Vậy điều gì đã khiến anh đứng dậy từ vực thẳm của sự tuyệt vọng? Làm sao một người mang án tử lại tìm thấy hạnh phúc muộn màng và sự bình yên trong quãng đời còn lại? Câu chuyện mà chúng tôi sắp gửi tới quý vị không chỉ là một hành trình chuộc lỗi, mà còn để lại những suy ngẫm về giá trị của sự tha thứ, niềm tin và nghị lực sống. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc đời của tử tù có số phận vô cùng đặc biệt. Đặng Văn Thế, sinh năm 1975, trú tại xã Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An, là con út trong gia đình thuần nông nghèo có 6 anh chị em. Thế chỉ học hết lớp 4 rồi nghỉ. Gia đình Thế là một điển hình bi đát của cơn bão ma túy. Khi anh trai Thế, người qua đời, kẻ vào tù cũng vì thứ thuốc độc này. Không học hành đến nơi đến chốn, Thế xin làm phụ xe khách chạy tuyến Vinh, thị trấn Mường Xén, Kỳ Sơn, Nghệ An. Những lần xuôi ngược như vậy, Thế gặp và yêu cô gái miền núi vào diện sinh nhất của vùng giữa tháng 6 năm 1997. Thế lấy vợ, cũng như phần lớn người phụ nữ khác, vợ thế không thích chồng bài bạc. Nhưng thế chạy xe tuyến đường dài, thỉnh thoảng cũng tìm thú vui trong những ván bài đỏ đen. Hôm ấy, thế vào vận, thắng liên tiếp. Số tiền được bạc, thế mua hơn 3 chỉ vàng, nhưng mang về nhà, vợ sẽ sinh nghi nên tra hỏi, rách việc. Bởi vậy, thế gửi ở nhà Nguyễn Tất Dũng tại thị trấn Hòa Bình, Tương Dương Nghệ An, định bụng hôm nào lên lấy sau. Một ngày cuối tháng 8 năm 1997, thế lên nhà Dũng lấy vàng. Dũng bảo có người thuê sách hàng, tiền công 2 triệu, đi từ thị trấn Hòa Bình xuống, cần lấy ở đâu, họ sẽ nói địa điểm sau. Đặng Văn Thế sau này kể lại, lúc đó cũng không hiểu ma lực gì xui khiến, có lẽ là lòng tham lớn quá lại thiếu hiểu biết pháp luật. Cứ nghĩ chẳng mất gì mà vẫn kiếm được một triệu bạc. Thời đó một triệu bạc mua được hai chỉ vàng. Vậy là đồng ý. Hai anh em bỏ số thuốc viện đó lên xe máy, chạy từ Tương Dương xuống. Đến Đô Lương thì bị bắt giữ. Năm 1997, Đặng Văn Thế bị công an bắt giữ khi cùng Nguyễn Tất Dũng vận chuyển 20kg thuốc viện. Phiên tòa mở năm 1998, cả Thế và Dũng đều bị tuyên án tử hình. Đến năm 1999, Nguyễn Tất Dũng bị đưa đi thi hành án, còn Đặng Văn Thế trở thành tử tù, có số phận kỳ lạ bậc nhất lịch sử tố tụng Việt Nam khi bị lãng quên đến gần 11 năm trời trong phòng biệt giam. Bị xử tử hình và tạm giam chờ thi hành án đồng nghĩa với việc nằm chờ chết, nhưng là cái chết không được báo trước suốt 11 năm ở trại tạm giam là 11 năm liền thế thức thâu đêm suốt sáng. Thì thoảng mệt quá mới thiếp đi được một lúc. Nỗi trần trọc, nơm nớp lo sợ trước cái chết đã ăn sâu vào tiềm thức, tác động lớn đến sức khỏe và hệ thần kinh của hắn. Cuộc sống trong phòng biệt giam, chờ ngày trả án của thế kéo dài đúng 4.320 ngày, mà nói như thế là vất qua hai thế kỷ thế rơi vào sự cung quẫn của sự tuyệt vọng khi người vợ mới cưới chỉ lá đơn ly hôn khi vào thăm chồng. Đặng Văn Thế sau này tâm sự lại. Thực ra khi bị tuyên tử hình, tôi cũng đã nhắn cô ấy, nếu muốn có thể ra đi, tìm cho mình một hạnh phúc mới. Nhưng khi vợ nói muốn ra đi và chia cho tôi lá đơn ly dị, tôi hụt hẫng nói đúng hơn là choáng váng vì mất đi điểm tựa về tinh thần. Cố gắng cười Tôi ký vào đơn giải phóng cho vợ. Lê bước về buồng biệt giam, có cái gì đó như vỡ vụn trong lòng, bởi án tử hình mà người mình nhất mực yêu thương đã tuyên cho cuộc hôn nhân mới bén hơi nhau. Chính trong những tháng ngày tưởng chừng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, thế lại nhận được nhiều tình cảm và sự quan tâm của các cán bộ quản giáo, ban giám thị, trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An cán bộ Lê Văn Tài tại trại còn mang cho Thế mấy con chim, con mèo. Đáng nói, thay khi con mèo mà Thế đặt tên là Mương ấy, sau này sinh mấy đàn con, Thế nghiễm nhiên lên trước ông. Câu chuyện về cha, con, ông cháu, tử tù Đặng Văn Thế trở thành đề tài nóng hổi trên báo chí thời đó về một người tử tù không ngừng hy vọng, tin tưởng và yêu thương. Như một cơ duyên, Câu chuyện về tử tù bị lãng quên gần 11 năm trong phòng biệt giam được giám thị trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An lúc đó là Đại tá Nguyễn Duy Tị và bà Bùi Thu Hương, khi đó là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An phát hiện ra. Trường hợp của tử tù Đặng Văn Thế được báo cáo ra Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao như một phép màu. Tháng 6 năm 2009, Đặng Văn Thế được Chủ tịch nước ân xá từ tử hình xuống trung thân. Thế được xuống xiềng, chuyển đến trại tạm giam số 6, thi hành bản án tù trung thân. Nhờ nỗ lực không mệt mỏi trong lao động, cải tạo, thế được giảm xuống tù có thời hạn, rồi được đặc xá ra tù vào tháng 6 năm 2016. Còn nhớ khi mới ra tù, Đặng Văn Thế tâm sự, anh ao ước tìm được một người đủ bao dung với quá khứ, bầu bạn với anh trong quãng đời còn lại. Và rồi, người con gái ấy đã đến đủ bản lĩnh, bao dung, yêu thương và nguyện gắn bó với anh, người đã có cả một quãng đời đầy bóng tối nhưng luôn hướng về ánh sáng để sống tiếp. Cô dâu ấy là Đào Thị Hiệp, sinh năm 1984, ở xóm bên cạnh. Tiếng là hàng xóm, nhưng khi Hiệp lớn lên, thì thế hết chuyển từ buồng biệt giam đến nhà tù khác, nên có biết nhau đâu. Thông qua bạn bè giới thiệu, quen nhau thế là yêu thôi. Quá khứ của thế có lẽ đất Mỹ Sơn ấy không ai không biết. Đào Thị Hiệp cũng thế, nhưng cô gái này đã gạt qua quá khứ một bên, quyết định gắn bó với thế. Hiệp tâm sự trong ngày cưới năm ấy, em nghĩ tương lai mới là điều quan trọng. đám cưới của thế có rất đông cán bộ quản giáo đến dự. Ông Lê Văn Tài, cán bộ quản giáo trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An lúc mấy giờ người đã tặng thế con mèo tên Mương để bầu bạn trong những ngày đầu ở phòng biệt giam cũng có mặt. Thế vẫn gọi quản giáo tài bằng thầy, xưng con, vẫn luôn dành cho ông và những quản giáo đã động viên anh suốt những năm tháng đối mặt với cái chết, lòng biết ơn và kính trọng. Người quản giáo được kính trọng ấy kể lại suy nghĩ của mình về thế. Hơn 35 năm làm quản giáo, Đặng Văn Thế là tử tù quá đặc biệt với tôi. Thế được như vậy Thực lòng tôi rất mừng cho thế. Ai cũng có sai lầm, quan trọng là từ sai lầm đó biết đứng dậy để sống tốt hơn. Ông Nguyễn Văn Quỳnh, cán bộ trại tạm giam số 6 Bộ Công an khi ấy kể lại. Ngày thế chuyển đến trại tạm giam số 6 để thi hành bản án trung thân, tôi đã nhận thấy đây là một người tù đặc biệt. Thế ngoan, nghe lời, làm được việc, nỗ lực không ngừng nghỉ cho đến khi được đặc xá. Thế là đứa có bản lĩnh, sống tỉnh nghĩa còn về đảng văn thế người từng mang án tử có số phận kỳ lạ này nói về vợ trong ngày cưới tôi mang nợ ân tình của nhiều người nên tự hứa với lòng phải sống tốt để không phụ lòng tin và yêu thương của mọi người đã dành cho tôi với tôi tôi không dám hứa sẽ dành cho cô ấy cuộc sống giàu sang sung túc nhưng tôi đảm bảo sẽ cho cô ấy cuộc sống bình yên sau khi mãn hạ tù thế kiếm sống bằng nghề phụ xe tuyến Vinh, Hà Nội. Làm được một thời gian, Đặng Văn Thế được một công ty vận tải tiếp nhận, phân công làm đại diện ở hai huyện miền núi Tương Dương và Kỳ Sơn. Thế bảo sẽ cố gắng để chăm lo cho gia đình nhỏ của mình, để giữ lấy hạnh phúc, dẫu nó đến với anh rất muộn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại